Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Thì có một số anh chị hỏi về cà phê lá lá xoài. Xin lỗi mọi người nhắc cái từ lá xoài này mình nói nó hơi bị bấp. Có một số anh chị hỏi về cà phê lá xoài. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cà phê lá. Thôi nói chung là xoài xoài. Đi quay cà phê lá. Nói không được mọi người, cái từ này nó bị vấp rồi. Cà phê lá xoài cho mọi người xem nhá. Ok, bây giờ mọi người hãy cùng đi theo mình. Đây mọi người ơi, đây cà phê lá xoài này. Đó. Đằng sau mình là một cây cà phê lá xoài nhá. Đây. Để mình đội cam lại gần cho mọi người xem này. Đó, trái nó chín thì cũng khá là đều mọi người ạ. Đây. À, lá xoài này thì có hai loại nha mọi người nhá. Cái loại này thì hái thì rất là dễ luôn, nó chín ấy, còn lúc lúc nó chưa chín thì cũng rất là dai. Đây. Đó như mọi người thấy không? Bên kia cũng 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 là cây lá xoài kìa. Không biết mọi người nhìn trong máy có thấy không ta? Đó, lá xoài này, đấy. Đó, cái lá xoài này là đặc điểm của nó là cái lá nó cứ vàng vàng như thế này nhá. Đấy, khi lúc quả nó gần chín là nó cứ vàng vàng như thế này. Này. Đó, kia nữa kìa, kia cũng là một cây lá xoài kìa. Không biết mọi người nhìn trong cam có thấy không ta? Đó. À, cái giống này được nha mọi người nhá. Cái này thì hái thì nó tốt cũng rất là dễ dàng thôi. Này, để mình bứt một quả cho mọi người xem. Đó. Nó chín là hái rất là dễ nha. Đấy, riêng cái loại này. Còn một cái loại nữa thì nó rất là dai đấy. Đó. Trái chín rất là đều. À, cái cành nó rất là dễ gãy nha mọi người nhá. Thí dụ như mọi người hái cái cành nó bên này đúng không? Mọi người cầm, mọi người kéo qua bên kia, đó, kéo qua bên kia thì nó sẽ gãy. Đó. Đặc điểm của nó là cành nó rất là giòn. Cho nên là mọi người ghép cái giống này thì mọi người phải hái, mọi người phải để ý cái hướng hái nha. Đó, thí dụ như cành nó ở đây thì mọi người phải ở hướng này mọi người hái thì mới được. Còn mọi người mà đứng đây mà mọi người kéo sang bên kia thì nó sẽ gãy ngay. Đấy. Đặc điểm của nó là như vậy. Đó thì có một số anh chị hỏi về cà phê lá xoài thì hôm nay mình sẽ đi quay cà phê lá xoài cho mọi người xem nha. Đây. Đó. Còn đây là hiện trường nha mọi người nhá. Đây, đây cũng là hiện trường này. Đó. Trái to thì sẽ là hiện trường nha mọi người. Còn cây này thì là cây hạt nhá, cây hạt quả cũng khá là nhiều đấy. Đó, mọi người có gì muốn hỏi mình không? Đây nè, đây. Lá xoài này mọi người ơi, mọi người thấy không? Cây này rất là to luôn nhá, để mình quay cái cây này cho mọi người xem này. Cành thì nói chung rất là nhiều đấy. Riêng cái cành cây này thì mọi người nhìn vào gốc nó mọi người thấy không? Cành thì nhiều vô cùng luôn. Để mình quay cái cây này cho mọi người xem nhá. Đó, hiện tại thì cây này chưa chín này. Đó, mọi người thấy ok không? Được không? Cà phê lá xoài này. Đó. Thì mọi người nói là hạt lép tức là sao? Đây, để mình chỉ cho mọi người luôn. Đây là hạt lép nhá. Đó, nó chỉ có một một bên như thế này thôi. Thì được gọi là hạt lép này. Đấy. Đó đây nhá, hạt lép nha mọi người nhá. Đó, nó nhiều trái nhưng mà nó tỷ lệ nó hạt một nhân này. Đó hạt một nhân nha mọi người nhá. Hạt một nhân thì được gọi là hạt lép nhá. Đấy. Có một số anh chị bảo là hạt lép nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ giải thích luôn cho mọi người biết. Đấy. Ui giời, muối. Ở đây muối rất là nhiều nha mọi người nhá. Muối nhiều lắm. Mình phải liên tục di chuyển không lại muối lại đốt. Đấy, một cây lá xoài cho mọi người xem. Đó. Cây này rất là nhiều cành luôn. Để mình đếm cho mọi người xem cái gốc của nó này. Đó. Đấy. Nói chung là cái gốc nó đây. Cái gốc nó đây nhá. Lên đây thì rất là nhiều thân luôn. Mọi người xem này. Đó, lên, quay lên bên này trước này. Đó, quả trên kia kìa. Đó, mọi người thấy không? Đấy, xong qua bên này. Đấy, qua bên này. Rồi giờ qua bên này cho mọi người xem nhá.
Đây bên này mọi người thấy không? Đó, cành nó đây này. Đấy. Rồi, qua bên này. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi, qua bên này. À, bên này không có nha mọi người nha. Đó, nói chung thì cây này thì nhìn ở ngoài thì sẽ thấy rất là to luôn, không biết mọi người nhìn trong cam thì không biết nó sẽ như thế nào. Đó, lá xoài đây mọi người. Đấy. Khi nó chín rồi hái cũng rất dễ nha, cũng không có dài đâu, nhưng mà cành nó hay bị gãy lắm. Cho nên mọi người hái là mọi người phải hái đúng chiều của nó, mọi người hái mà ngược chiều một tí thôi là nó sẽ gãy ngay. Đó, trái kìa. Trái mọi người thấy không? Cà này của mình làm là thả ngọn nhá. À, lá xoài thả ngọn. Lá xoài thả ngọn nha mọi người. Lá xoài thả ngọn với là về cái cây nó thì mọi người chắc không cần phải là đi tỉa đâu. Nếu mọi người siêng thì mọi người có thể tỉa. Còn như mình lười lười thì đôi khi mình cũng không có tỉa nữa. Nhưng mà nó có một đặc điểm là cứ cái nào có lá thì năm sau nó sẽ có trái nha. Đó, không nhất thiết là ấy đâu. Đây này. Đây cũng là một cành lá xoài bị cấm ngọn nha mọi người. Thì mọi người nếu mà ai thích lấy cái giống này thì năm sau mọi người có thể mua với mình nhá. Mình có thể lựa để bán cho mọi người. Đấy. Nếu mọi người thích cái giống này. Còn nếu mọi người thích cái giống thiện trường thì cũng được thôi. Đây, thiện trường đây mọi người. Đó. Trái nó to hơn trái lá xoài một tí thôi. Đây. Không biết mọi người nhìn trong cam như thế nào nhỉ? Chứ mình nhìn ở ngoài thì trái chín, nói chung là đến 90 90 nói chung là 99% rồi, không dám nói đến 100% đâu. Đó, đây là thiện trường này. Thiện trường thì trái nó to hơn. Đó, hôm nay bảo đi quay cà phê lá xoài cho mọi người xem mà. Thì mình cũng có quay một số cây lá xoài cho mọi người xem rồi đó. Thì mọi người ai có câu hỏi gì hay là như thế nào thì mọi người có thể viết ở dưới cái video này nhá. Mình sẽ trả lời mọi người trong cái khả năng của mình. Đây này, lá xoài tiếp này mọi người. Đấy. À, cây này là cây thiện trường nhá. Ở vườn mình á thì mình ghép lung tung hết á, lá xoài rồi thiện trường rồi chung nhau luôn, nó không có chứ không có ghép riêng là một giống nào hết. Đây, cây lá xoài tiếp theo cho mọi người xem này. Đó. Lá xoài đây. Cái lá xoài này được cái mình thấy á là nó ít ít bệnh hơn cái thiện trường nha, bệnh nấm ấy. Nó ít bị hơn. Trái nó lại ít rụng hơn, đó. Mà nó lại trái nó lại nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn cái thằng thiện trường này. Đó, trái nó nhỏ hơn một tí thôi. Trái lá xoài kia, đó. Mà cái tay của nó, mà cái đốt giữa hai này, giữa hai chùm quả với nhau ấy, nó lại gần hơn cái thằng thiện trường nha. Cái thằng thiện trường thì nó còn hai cái đốt quả nó với nhau nó còn xa nhau hơn, đó. Đây, cái đốt quả nó định quay cho mọi người xem nhé. Đó, cái đốt quả nó rất là gần nhau luôn này. Cái thằng thiện trường này á là nó còn thừa ra một khúc này, đó mọi người thấy không? Đấy. Đó, lá xoài nha mọi người nhá. Đây này. Đây nói chung là mọi người phải nhìn kỹ nhá, tại vì á cây này cây thiện trường này, còn cây này cây lá xoài này. Đó, cây lá xoài này. Đó, mình đang đi trong cái vườn của mình nhá. Đó, trái trái nó chín đấy mọi người, nhìn đâu cũng thấy trái hết. Còn lúc nó xanh á, mọi người đi nhìn sẽ không thấy trái nó đâu. Đây, lá xoài tiếp nha mọi người nhá. Đó, đây một cây lá xoài nữa này. Mọi người thấy trái nó không? Trái nó rất là nhiều nhá. Còn cái tay để ăn cho năm sau nó cũng rất là nhiều luôn. Để mình quay cho mọi người xem này. Đó, kia là tay nó. Đó.
Đấy, nói chung là mình ghép thì mình cứ phang hai giống vào với nhau thôi. Thiện trường lá xoài rồi lung tung hết. Đấy. Rồi hôm nay đi quay cho mọi người xem về cà phê lá xoài rồi đó. Thì mọi người muốn hỏi gì thì mọi người cứ hỏi bên dưới nha. Rồi hôm sau mình sẽ làm một cái clip về khoảng cách giữa các hàng và các cây cà phê cho mọi người xem nhá. Để mọi người tham khảo thôi. Chứ cái này thì tùy tùy theo cái nhu cầu của mỗi người trồng như thế nào thôi. Đó, còn mình là mình trồng mỗi cây 1 mét đó, để hôm sau mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì cái clip hôm nay là quay cho mọi người xem về cà phê lá xoài thôi. Thì chắc clip tới đây cũng dài rồi. Mình cũng không nhớ là mình nói cái gì nhiều trong video nữa. Nếu mọi người muốn hỏi gì thì mọi người cứ bình luận ở bên dưới nha. Mình sẽ trả lời mọi người. Tại vì đôi khi á, nhiều lúc cũng không nhớ là mình phải nói cái gì nhiều nữa. Đây, cây lá xoài điển hình đây, mọi người. Cây á, à đúng rồi. Cây này này, cây này trái nó sẽ bị dài hơn nha. Đấy, mình đã tìm được một cây trái dài rồi. Đó. Rồi, clip hôm nay cũng dài rồi. Thì hẹn mọi người vào những clip sau của mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem các clip tiếp theo của mình nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trần trên đôi cánh tay hóa đời trong phút giây từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ khi em thờ ơ. Thương em bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt hóa mây đen. Thương sao mùi gia lý hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi sao trắng gió phù thề. Em ơi đừng xa cánh tôi chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng em còn bên anh có phải không.